Chào mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hải Channel. Mọi người thân mến, trong khoảng 4 tháng vừa rồi thì mình đã có cơ hội được trải nghiệm rất là nhiều những ứng dụng học tiếng Anh khác nhau. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ngồi lại và đánh giá cho các bạn một số những cái ứng dụng nổi tiếng hiện nay như là Elsa Speak, Duolingo, Mochimochi hay là EWA. Và sau đó thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ có được những cái quyết định đúng đắn khi mà lựa chọn những cái ứng dụng này để học tập nhá. Đặc biệt là đây là những cái ứng dụng có tính phí, cho nên là mình hy vọng rằng là các bạn có thể sớm quyết được và có thể thành công trong chặng đường chinh phục một ngôn ngữ mới. Tuần lễ ưu đãi iPhone 13 giảm sâu chưa từng có, cùng nhiều chương trình khuyến mãi khi thanh toán qua các hình thức thanh toán điện tử và các thẻ ngân hàng. Nếu bạn nào đang quan tâm thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả nhá. Đầu tiên đó là ứng dụng Elsa Speak. Đây là một ứng dụng vô cùng đình đám với những ai mà đang cần luyện thi những chứng chỉ như là IELTS hay là TOEIC rồi. Và mình thì đã có thời gian khoảng đâu đó hơn một năm luyện Elsa và mình thấy rằng đây là một ứng dụng cực kỳ đáng cân nhắc nếu như các bạn đang muốn cải thiện kỹ năng speaking. Elsa Speak là một ứng dụng vô cùng quen thuộc trong những năm gần đây và được nhiều người học dành lời khen là ứng dụng speaking hoàn thiện nhất ở thời điểm hiện tại bởi những lý do sau. Thứ nhất là điều chỉnh phát âm, nhấn âm, ngữ điệu và độ lưu loát khó tính nhất hiện nay. Nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI mà Elsa có thể kiểm soát và phát hiện dù là lỗi nhỏ nhất của người dùng và đề xuất người dùng sửa những lỗi nhỏ và chấm điểm rất là chặt. Bên cạnh đó thì giao diện của ứng dụng cũng bắt mắt và dễ sử dụng. Ngoài ra Elsa cũng hỗ trợ hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu như bạn có mất gốc tiếng Anh thì cũng đừng quá là lo lắng nhé. Thứ hai đó là chủ đề nói đa dạng, có tính ứng dụng cao. Hệ thống tài liệu học tập của Elsa Speak thì rất là đa dạng với hơn 140 chủ đề khác nhau như là du lịch, gia đình, giáo dục hay giải trí, cùng với số lượng bài học lên tới 4.000 bài và liên tục được cập nhật. Với hệ thống tài liệu như thế thì sẽ đem đến cho người dùng không chỉ là sự trau dồi về mặt phát âm, ngữ pháp mà còn mở mang về kiến thức thế giới bên ngoài, đặc biệt là những đoạn hội thoại dạng phỏng vấn, nêu quan điểm, đây có thể sẽ là những gợi ý cho bạn để các bạn có thể có thêm những ý tưởng khi mà thi speaking. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một số những đoạn hội thoại giao tiếp bên ngoài để chúng ta có thể giao tiếp tự nhiên hơn và giống với người bản ngữ hơn nữa. Ở điểm thứ ba chính là tính năng theo dõi tiến trình học tập và lưu trữ thông tin. Một trong những khả năng thật sự tuyệt vời của Elsa Speak là người dùng sau khi cài đặt ứng dụng sẽ được làm một bài khảo sát nhu cầu học tập và một bài test nhỏ để đánh giá khả năng phát âm. Từ đó Elsa sẽ đưa ra lộ trình học tập phù hợp nhất với bạn để bắt đầu quá trình chinh phục các kỹ năng speaking. Sau một lộ trình học tập, ứng dụng sẽ cập nhật và đánh giá dựa trên cải thiện của bạn và theo mô hình ngũ giác và dự đoán điểm thi nói. Tuy nhiên thì mình thấy rằng dự đoán này không thực sự là chính xác cho lắm đâu vì bài thi speaking thì sẽ còn phải thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố bên cạnh là pronunciation nữa. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tra cứu từ mới bằng cách scan hình ảnh hoặc tải hình ảnh lên để luyện tập với chính văn bản của mình. Điều này sẽ rất phù hợp với các bạn nào đang trong giai đoạn luyện đề, đặc biệt là các bạn đã biết được ideas của mình ra giấy rồi và còn lăn tăn về mặt phát âm nữa thì các bạn có thể là làm phương pháp này để Elsa có thể chấm điểm và tìm ra những cái lỗi sai của mình trong cái bài nói của mình được hoàn thiện hơn. Ngoài ra với mỗi bài học thì bạn có thể lưu trữ lại một số những cái từ mới và nghe đi nghe lại nhiều lần để cải thiện kỹ năng nói của mình và làm gia tăng vốn từ vựng của mình theo từng chủ đề nhé. Tuy nhiên, ứng dụng có hoàn hảo đến đâu thì nó vẫn sẽ có một số những cái điểm trừ. Với Elsa Speak thì mình thấy rằng nó có hai cái đặc điểm mà mình thấy nó khá là khó chịu. Đầu tiên là cái tình trạng giật lag. Cái tình trạng này nó sẽ xảy ra nhiều đối với những ai mà hay thu âm đi thu âm lại nhiều lần để cho ra cái kết quả nó ưng ý. Điều này thì cũng không thể nào mà trách người dùng được mà hoàn toàn là do chúng ta ấn đi ấn lại nhiều lần cho nên là ứng dụng nó bị lỗi và thậm chí chúng ta sẽ bị mất cả một cái bài thu âm trước đó, nó rất là công cốc và thật sự là nó sẽ giảm sút cái tinh thần của người học rất là nhiều. Để mà hạn chế được cái tình trạng này thì các bạn hãy bình tĩnh một chút, đọc kỹ hướng dẫn, đọc kỹ lại cái bài review của Elsa cho chúng mình, sau đó luyện tập bên ngoài trước khi mà ấn thu âm. Như vậy nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng giật lag khi mà chúng ta sử dụng ứng dụng này đấy. Thứ hai đó là đôi khi độ chính xác chưa thật sự cao. Tuy nói là đây là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện lỗi sai, thế nhưng mà thật sự rằng máy móc thì bao giờ nó cũng sẽ có một số những cái lỗi nhất định và thậm chí rằng người dùng có thể sử dụng một số những cái tip tricks để qua bài một cách dễ dàng, đặc biệt là với những cái bài liên quan đến ngữ âm hay là nhấn âm. Về những cái phần này thì các bạn có thể trải nghiệm và các bạn có thể đánh giá được cho mình rằng là đôi khi chúng ta có hơi đọc sai một chút thế nhưng mà máy vẫn công nhận thì đây cũng là một điểm chưa chính xác rồi đúng không nào? Với tất cả những điểm cộng và điểm trừ đó thì mình đánh giá Elsa Speak ở thang điểm 9 trên 10. Ứng dụng
dụng thứ hai chính là Mochi Mochi. Đây là một ứng dụng thuần về luyện tập vocab dành cho những bạn nào mà có lịch trình bận rộn, không có thời gian để ngồi ghi chép lại những cái từ mới hay là luyện tập bằng flashcards, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ứng dụng này nhé. Ứng dụng này cũng mô phỏng chính xác Spaced Repetition, có thể giúp mình ôn tập từ mới một cách liên tục, có thể đánh giá khả năng ghi nhớ của người dùng, phân loại từ theo từng mức độ ghi nhớ của người dùng và lặp đi lặp lại thường xuyên theo chính xác thời điểm cần ôn tập. Về giao diện thì đây có lẽ là ứng dụng thân thiện và dễ sử dụng nhất vì hình họa và phông chữ đều rất là đáng yêu, nhẹ nhàng, không rối mắt và đặc biệt là không có những chiến dịch marketing gây ám ảnh như một số những ứng dụng khác. Ngoài ra có nhiều course khác nhau thì có thể phù hợp với các loại nhu cầu của các bạn, ví dụ như là từ vựng cơ bản, từ vựng để luyện thi trung học phổ thông, TOEIC, IELTS và những từ vựng chuyên ngành như là dùng cho IT hay là du lịch. Ngoài những từ vựng có sẵn trong tiến trình thì chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào website Mochi Dictionary. Ở đó thì chúng ta có thể đồng bộ hóa được tài khoản của mình và sử dụng hoàn toàn song song cho cả máy tính và điện thoại. Đồng thời thì có thể là thêm vào đó những cái từ vựng của mình và học những từ vựng đó theo hướng dẫn của Mochi nhé. Khi mà học tập với Mochi thì mình cảm thấy rằng mình đang giống chơi game hơn là học tập, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều những cái mức độ và cấp độ từ vựng khác nhau để cho chúng ta có thể luyện tập này. Có 5 cấp độ lận và làm cái gia tăng cái khả năng kiểu máu chiến và tinh thần mình chơi game nhiều hơn là so với một cái tinh thần học tập. Tuy nhiên thì mặc dù thú vị như vậy nhưng mà nó vẫn sẽ có một số những cái điểm trừ như sau. Đầu tiên, ở phần ví dụ, sau mỗi từ vựng mình sẽ cảm thấy là tốt hơn nữa nếu như mà chúng ta có thêm phần nghe, đặc biệt là với những câu dài. Do đó chúng ta sẽ không cần phải chỉ được nghe một lần và phải luyện nhớ mặt chữ. Thường thì những điều này sẽ rất là dễ bắt gặp ở những ứng dụng khác. Tuy nhiên thì ứng dụng Mochi Mochi lại không có, khiến mình cảm thấy nó hơi tiểu nhị một chút. Thứ hai, đó là việc lặp đi lặp lại việc ôn tập từ mới một cách máy móc, không có quá nhiều ví dụ khác nhau và bối cảnh khác nhau sẽ dẫn đến tình trạng là khiến người dùng cảm thấy mau ngán. Ngoài ra, nghĩa của từ đôi khi sẽ không được sâu và người dùng sẽ vẫn nên nghiên cứu tìm ra cách sử dụng từ trong từng vành cảnh khác nhau để có thể hiểu rõ nghĩa của từ hơn. Điểm thứ ba, cái này chúng chỉ định cho những bạn nào mà có tính cả thèm chóng chán. Các bạn có thể sử dụng bản miễn phí trước 2 đến 3 tuần, sau đó cân nhắc có nên mua bản 1 năm hay không, vì so với những ứng dụng khác thì đây là một ứng dụng có giá khá là cao vì nó không cho mua theo tháng và bắt buộc phải mua theo năm. Với tất cả những điểm cộng và điểm trừ trên thì mình để Mochi Mochi ở vị trí thứ 2 chỉ sau Elsa Speak và đạt 8 trên 10 điểm. Và thứ ba, đó chính là Duolingo, ác mộng xanh của rất là nhiều những dân play học ngôn ngữ. Ứng dụng con chim xanh Duolingo nổi tiếng với cả những bạn chưa từng tải nó về bởi vì những meme chất như nước cất. Và việc ứng dụng nhắc deadline học tập như giang hồ đòi nợ đối với những người chỉ học khi mà có biện pháp mạnh thì cũng có thể coi đây là một cái tính năng khá là ứng dụng ha. Điểm cộng lớn nhất của ứng dụng này chính là nó có rất là dễ sử dụng và có thể coi như một trò chơi để cho chúng ta có thể ghi nhớ nhanh, học tập mà không bị stress. Với Duolingo thì mình cảm thấy rằng đây là một cái ứng dụng rất là phù hợp với những cái bạn nào mà đang cần làm quen với một ngôn ngữ mới, đặc biệt là các bạn đang muốn tiếp cận ngôn ngữ ở cái mức độ cơ bản. Và nếu như các bạn đã có một số những cái nền tảng học tiếng Anh rồi thì các bạn nên thử sức với một số những cái ngôn ngữ khác như là tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật. Hiện nay Duolingo đã có những cái bản như là Anh Trung, Anh Nga, Anh Nhật để cho các bạn có thể luyện tập. Còn với Việt hóa thì mình vẫn chưa thấy nó được cập nhật cho lắm và hy vọng trong tương lai thì chúng ta sẽ có những cái bản cập nhật này. Ngoài ra, Duolingo còn là một ứng dụng hạn chế được một số lỗi cơ bản do dịch sát nghĩa và kiến thức nền tảng đa ngôn ngữ tốt. Ví dụ như thói quen viết tắt và những chữ không viết hoa thì cũng sẽ được áp hiểu và chấp nhận. Nhưng như mình nói ở trên thì Duolingo dành cho các yêu cầu cao hơn như ôn thi các chứng chỉ ngôn ngữ thì thật sự là chưa hiệu quả cho lắm. Đặc biệt là với những bạn nào đang ở band từ 5.0 IELTS trở lên sẽ cảm thấy rằng sử dụng ứng dụng này sẽ rất là dễ nản. Ngoài ra thì đây cũng là một ứng dụng tốt cho những ai luôn bận rộn để có thể sử dụng và trải nghiệm học tập nhiều ngôn ngữ khác nhau. Với tất cả những cái điểm cộng trên thì mình sẽ để ứng dụng con chim xanh ở mức 7 điểm. Tuy nhiên mình sẽ cộng nó thêm 0.5 điểm bởi vì chiến dịch marketing hiệu quả đến mức ám ảnh. Ứng dụng tiếp theo trong danh sách này chính là EWA. Ban đầu khi mà mình tiếp cận ứng dụng này với mục đích là cải thiện kỹ năng reading. Với kỹ năng này thì mình thấy rằng ứng dụng có rất là nhiều những cái đầu sách khác nhau, từ những cái đầu sách nổi tiếng cho đến những cái đầu sách kinh điển để cho các bạn có thể lựa chọn. Bên cạnh đó thì những tiết học với EWA cũng có khá là nhiều những cái chi tiết thú vị, đặc biệt là học lời thoại qua phim và học từ vựng qua phim. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái ứng dụng mà cực kỳ
phù hợp cho những tín đồ yêu thích phim ảnh. Một điểm mà mình rất thích ở ứng dụng này đó là tính năng tra cứu và kho lưu trữ từ mới vô cùng phong phú. Mình có thể vừa đọc sách, vừa lưu trữ từ vựng vào kho lưu trữ của mình. Không chỉ có đọc sách mà chúng ta có thể nghe ebooks. Tuy nhiên giọng đọc này thì chỉ chính xác thôi, chứ không hay và không truyền cảm. Kiểu như là các bạn sẽ được nghe những cái trích đoạn kinh điển mà đọc nó cứ hơi bị trơ ra ấy. Và như vậy thì cũng sẽ hơi đau mút một chút. Tuy nhiên là những tiết học tiếng Anh, lời thoại qua phim thì rất giải trí và công phu. Thêm vào đó thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra lại trình độ của mình bằng cách thi đấu đối kháng với những người dùng khác, khá là thú vị. Tuy nhiên thì ứng dụng này vẫn sẽ có một số những cái điểm trừ. Mình cảm thấy rằng là có quá nhiều những cái tính năng và có quá nhiều những cái tác vụ mà chúng ta có thể sử dụng trên ứng dụng này. Cho nên là về phần giao diện thì nó sẽ hơi rối mắt một chút. Ngoài ra thì thi thoảng mình sẽ vẫn nhìn thấy cái hiện tượng là lỗi phông chữ. Bên cạnh đó thì mình thấy rằng là ứng dụng EWA này nó dịch tiếng Việt vẫn chưa sát nghĩa lắm và thậm chí là đôi khi hơi thô nữa. Với tổng những điểm trên thì mình sẽ để EWA ở mức 7 điểm các bạn nhé. Trên đây là bảng xếp hạng những ứng dụng tiếng Anh theo trải nghiệm cá nhân cũng như là kinh nghiệm của bản thân mình. Và nếu như các bạn đang tìm kiếm một ứng dụng tiếng Anh nào đó để có thể cải thiện cái khả năng ngôn ngữ của mình thì hãy tham khảo ở video này nhé. Mình nghĩ rằng là với mỗi người thì sẽ có một số những cái phương pháp học tập khác nhau. Phương pháp này thì có thể phù hợp với người này nhưng mà chưa phù hợp với người kia chẳng hạn. Việc học tập hiệu quả thì chắc chắn là phải đòi hỏi việc trải nghiệm và dấn thân của chính những người sử dụng mà thôi. Học bằng cách nào không quan trọng bằng việc là chúng ta mang lại những cái tri thức và tích lũy trong thời gian dài phải không nào? Nên là các bạn hãy đón nhận video này một cách cởi mở hết sức có thể nhé. Các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Ngà Channel, ấn vào nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai. Còn nếu có những ứng dụng nào khác hay ho hơn thì cũng hãy góp ý cho chúng mình ở phần comment nhé. Và bây giờ, xin chào. Đau quá, nó ế hết cả ham rồi.